Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy đi Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Cê-sa-r hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Cê-sa-r. Bây giờ Người bảo họ: Thế thì của Cê-sa-r trả về Cê-sa-r, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Anh chị em thân mến, của Cê-sa-r trả về cho Cê-sa-r, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Nghe câu nói này thật là đơn giản, phải không anh chị em? Chúng ta biết rõ cái gì thuộc về Chúa, cái gì thuộc về thế gian, và không, chúng ta phải trả lại cho thế gian cái gì là của thế gian, và chúng ta phải trao cho Chúa những gì là của Chúa. Tôi có từng chia sẻ câu chuyện của một em bé đó. Nó vô nhà thờ, vô nhà thờ xong rồi nó quỳ, nó cầu nguyện. Quỳ cầu nguyện xong thình lình nó thấy ở dưới bàn quỳ rớt một tờ 50 ngàn. Xong nó lượm lên, thật thà đi tới trước tượng Đức Mẹ. Nó nói với Đức Mẹ: Mẹ ơi, con lượm được 50 ngàn, bây giờ mẹ muốn con làm gì? Thì cha xứ lúc đó đang ở trong phòng áo dọn đồ lễ, thình lình nghe được mới nhòm ra, thấy đứa bé nó nói: Mẹ ơi, con lượm được 50 ngàn, mẹ muốn con làm gì? Thì cha nói vọng từ trong phòng áo vọng ra đó, đứa bé nó không thấy: Bỏ vô hòm tiền đi con, bỏ vô hòm tiền đi con. Cái đứa bé nó nghe giật mình, nó quay nhìn khắp nhà thờ, nó nhìn tìm có ai nói vậy? Không thấy ai hết. Cái nó nhìn lên Đức Mẹ một lần nữa, cái nói: Mẹ ơi, con lượm được 50 ngàn, bây giờ mẹ muốn con làm gì? Cái cha xứ nói tiếp: Bỏ vô hòm tiền đi con, bỏ vô hòm tiền đi con. Nó lại quay nó nhìn, nhìn giáo nhá, không thấy đâu hết. Nói một lần nữa: Mẹ ơi, con lượm được 50 ngàn, mẹ muốn con làm gì? Cha xứ cũng nói tiếp: Bỏ vô hòm tiền đi con, bỏ vô hòm tiền đi con. Lần này nó nhìn lên, nhìn lên tượng Đức Mẹ, xong nó nhìn qua cái tượng bên kia, xong đi qua cái tượng bên kia, qua trước tượng Thánh Giuse. Nó nhìn lên tượng Thánh Giuse, nó nói: Nãy giờ con nói chuyện với Đức Mẹ, con không có nói với Thánh Giuse. Thánh Giuse đừng có nói con hỏi Đức Mẹ mà. Xong nó bỏ túi đi về. Hả? Đứa bé khùng, là cha xứ không được. Đây là câu chuyện hài thôi anh chị em, nhưng để một cách nào đó để chúng ta suy tư điều gì. Ai trong chúng ta cũng bị cám dỗ bởi thế gian. Cám dỗ tại sao? Vì không có tiền mình không làm gì được hết. Đơn giản như vậy. Và bánh lực của đồng tiền nó rất là mạnh, rất lớn. Và mỗi anh em lên mục chúng tôi không ít lần mình cảm thấy mình bị điều khiển bởi đồng tiền. Thay vì mình bị điều khiển bởi Chúa, mình được Chúa dẫn dắt mình, nhiều khi mình bị điều kiện hóa bởi đồng tiền.
Và tôi thú thật với anh chị em, nếu mình không có tiền, mình sao mình nuôi người nghèo, mình giúp người bệnh. Và giả sử như có ai cho mình một số tiền lớn, thật lớn, mà kêu mình để mình giúp cho người này người kia, rồi kêu mình làm theo ý họ, mình có làm không? Mình đâu có dám từ chối. Đơn giản là như thế. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng. Bản chất đằng sau cái việc này là gì? Là những người Pha-ri-sêu họ muốn gài bẫy Chúa. Gài bẫy cái gì? Trong cuộc đời chúng ta có những thứ mà mình nói yes, nói có mình cũng chết, mà nói không mình cũng chết. Có những người, người ta không thích mình, người ta gài bẫy mình, người ta muốn hại mình, người ta sẽ đưa mình vô đứng ở cái ngưỡng cửa rằng anh đi bên phải anh cũng chết, mà anh đi bên trái anh cũng chết. Và đây là cái bẫy mà họ gài cho Chúa Giêsu. Chúa nói không nộp thuế cho Caesar thì chẳng khác gì Chúa khuấy động dân chúng chống lại đế quốc La Mã. Cách đó mấy chục năm họ đã từng như thế, họ đã bị giết hết. Năm 70 sau công nguyên, người Do Thái đứng lên chống lại cũng bị giết hết, thành Jerusalem bị đốt trụi. Vì thế chỉ cần Chúa ở trong đền thờ mà nói không nộp thuế cho Caesar, Chúa tạo cơ hội cho đế quốc La Mã bắt Chúa và giết. Đây là một cái bẫy mà chắc chắn sẽ đi đến con đường chết. Nhưng nếu Chúa nói nộp thuế cho Caesar thì chẳng khác gì Chúa nói với dân Do Thái, Chúa đứng về phía những người đô hộ bách hại dân Do Thái. Một người Do Thái mà là đứng về phía đế quốc xâm lược làm sao mà được? Vì thế dân Do Thái sẽ quay lưng lại với Chúa Giêsu. Vậy thì nói bên này cũng chết, mà nói bên kia cũng chết. Một kế hoạch, một cái bẫy khéo léo được đặt ra, và chắc chắn là Chúa sẽ không có lối thoát. Nhưng mà anh chị em thấy Chúa Giêsu làm cái gì? Chúa Giêsu hỏi cái đồng tiền đó ở đâu, để nộp thuế ở đâu. Anh chị em tưởng tượng người Do Thái ở trong đền thờ đó, họ phải đổi sang tiền Do Thái, tiền La Mã phải đổi sang tiền Do Thái mới được dùng trong đền thờ. Tại sao vậy? Anh chị em thấy là sau này Chúa đánh đuổi những người đổi tiền đó. Tại vì họ cho người thân của họ đổi tiền để có thể dùng trong đền thờ, vì họ cho rằng tiền đó là tiền dơ bẩn, tiền của đế quốc, tiền của người bách hại, nên không được dùng trong đền thờ, nó không có trong sạch. Nhưng mà khi Chúa hỏi họ tiền để nộp thuế ở đâu, họ móc trong túi ra đồng tiền đó. Từ khi họ bắt đầu tạo bẫy cho Chúa thì bây giờ họ bắt đầu lòi ra cái bẫy của chính họ. Họ mang đồng tiền dơ bẩn trong túi của họ. Bên ngoài họ tạo bẫy cho Chúa, nhưng bên trong họ vẫn mang đồng tiền đó. Chưa hết, đồng tiền đó chứa cái gì anh chị em? Hình của Caesar. Và cái từ ghi trong đồng tiền đó, dịch từ tiếng Latin sang tiếng Việt của mình đó, là Hoàng đế Tiberius Caesar, con của thần thiên Hoàng đế Julius Caesar. Nghĩa là gì? Trên đồng tiền nó ghi như thể rằng Caesar là một chúa, là một vị thần. Vậy có nghĩa rằng đối với người Do Thái, cái đồng tiền này ám chỉ rằng ai sử dụng nó thì coi cái người chủ của nó là thần, là chúa. Mà khi coi người chủ của cái đồng tiền đó là thần, là chúa, nghĩa là không coi chúa là chúa. Đơn giản như vậy. Và vì thế cái đồng tiền đó Chúa nói ngay, của Caesar trả về cho Caesar. Cái gì của Chúa trả về cho Chúa? Ám chỉ của Chúa là gì anh chị em? Không phải chỉ đồng tiền này thuộc về Caesar không, nhưng mà Chúa nói với họ, anh có coi đây là Chúa của anh không?
Nếu đồng tiền này tuyên xưng Hoàng đế La Mã là Chúa, vậy thì Chúa của anh là ai? Và tiếng Hy Lạp, cái từ icon, hình trong đồng tiền là icon. Anh chị em biết cái từ icon đó, trong vi tính đó, icon là hình đại diện đó, là biểu tượng đó. Vậy thì biểu tượng, danh hiệu và biểu tượng trong đồng tiền này là ai? Là Caesar. Cái icon, từ gốc cái icon tiếng Hy Lạp nghĩa là giống. Mà anh chị em để ý cái từ giống này nó có ở đâu? Trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế, khi Chúa tạo dựng loài người, Chúa nói gì? Chúa tạo dựng loài người icon của Chúa, giống hình ảnh Chúa. Loài người được tạo dựng giống như Chúa. Và loài người, con người, hình ảnh của con người là đại diện của Thiên Chúa. Vậy thì Chúa Giêsu bẻ lại họ lại cái hình ảnh thực sự gốc của con người là ai? Thuộc về Thiên Chúa. Anh là người, anh thuộc về Thiên Chúa, vì anh là đại diện của Chúa, vì anh là được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa, trên người anh khắc ghi Chúa. Còn cái đồng tiền đó khắc ghi hình ảnh giống thần La Mã, vua La Mã, không phải là Chúa. Nhưng vì vua La Mã cũng là người, và được, còn là con người là phải thuộc về Chúa. Đơn giản như vậy. Vậy từ cái đó, cái gì phải trả lại cho Chúa? Tất cả những gì giống hình ảnh của Chúa là ai? Là chúng ta, là con người. Anh trả đồng tiền lại cho Caesar, nhưng mà anh phải trao cuộc đời của anh cho đấng anh thuộc về và đấng anh giống người đó. Chỉ chừng đó thôi anh chị em, chúng ta thấy được ba cái ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên, đồng tiền đó tượng trưng cho cái gì? Cho một vị thần không có thật, đã chết không ai biết. Nhưng mà đồng tiền đó cũng là cái điều khiển con người, cái thử tham sân si của con người. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi, tôi thuộc về ai? Tôi thuộc về cái gì? Và người ta nói anh thuộc về cái gì, cái đó điều khiển anh. Anh thuộc về cái gì, cái đó điều khiển anh. Có hai dạng thuộc về anh chị em. Thuộc về theo kiểu là cái gì đó của mình. Cái này thuộc về tôi. Tiếng Anh gọi là belonging, thuộc về tôi. Chữ belonging nó có hai ý nghĩa. Thuộc về là sở hữu. Cái belonging cũng có nghĩa là thuộc về, là tương quan, tình cảm, cảm thấy mình thuộc về, cảm thức thuộc về. Thuộc về đồng tiền thì đồng tiền sở hữu mình. Cái thứ hai là tôi sở hữu cái gì, hay là những cái thuộc về tôi thuộc về theo kiểu sở hữu. Hay là thứ ba là những thứ tôi thuộc về là cảm thức của tôi. Tôi ở bên cạnh người đó, tôi cảm thấy thuộc về. Vậy ba cái ý nghĩa này làm cho chúng ta phải suy tư rất nhiều. Thứ nhất, nếu thuộc về theo kiểu sở hữu là những món đồ mình có, mà nếu mình có những thứ đó là sở hữu của mình, mình sẽ làm gì? Mình điều khiển nó theo cách của mình, theo ý mình muốn. Nhưng mà mình quên rằng chính những thứ mình nghĩ rằng mình sở hữu đó, nó cũng sở hữu ngược lại mình luôn. Sáng nay tôi lấy một ví dụ, cái điện thoại, mình sở hữu nó đúng không ạ? Nhưng mà có ai tin rằng bây giờ nó sở hữu mình không? Mình không thể sống thiếu nó được. Nhiều người trong chúng ta không thể sống thiếu điện thoại được. Và tôi biết có một người nghiện điện thoại đó, tôi kêu là bỏ điện thoại đi một tuần lễ, bỏ không được. Bỏ điện thoại đi, chỉ dùng điện thoại đập đá thôi, một tuần lễ. Nghiện phim ảnh và nghiện mạng xã hội đó, đến mức không làm việc được. Và đến mức mà tôi nói bây giờ tạm để cái điện thoại này lại đây, đi về xài điện thoại đập đá đấy.
không bỏ được. Anh chị em thử làm một bài tập đi. Chúng ta về bỏ cái điện thoại đó qua một bên trong vòng 3 ngày, không đụng tới nó. Thử làm thử coi, chúng ta sẽ thấy như thế nào. Và nếu mình làm được nó, mình thắng. Thử mình giờ cơm không dùng điện thoại, nửa tiếng đồng hồ trước khi ngủ không dùng điện thoại, thức dậy 2 tiếng đồng hồ sau khi thức dậy không dùng điện thoại. Nếu mình làm được điều đó, mình tự do, mình chiến thắng nó. Nếu mình không làm được điều đó, mình bị nó sở hữu mình. Cái thứ hai, cái thuộc về đó nó chưa phải là một cái thuộc về thật sự, vì mình bị điều khiển, mình bị nô lệ. Và đó là cái kiểu của La Mã làm cho dân Do Thái thuộc về, bị điều khiển bởi họ. Nhưng có một cái thuộc về thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư, là thuộc về cảm thức. Belonging cũng có nghĩa là thuộc về cảm thức. Nghĩa là gì? Khi bạn thấy bình an, khi bạn thấy ở bên cạnh người đó, bạn không sợ hãi, bạn cảm thấy tự do được là chính mình, bạn không phải xét nét, sửa đổi để có thể ở bên cạnh người đó, nhưng bạn có thể ở bên cạnh người đó, bạn thấy tự do. Hay là khi anh chị em đi đâu đi xa đó, cho dù mình đi xa, mình ở khách sạn 5 sao cũng vậy, nhưng mà đến khi mình được về nhà rồi, mình cảm thấy trời ơi thoải mái quá, về được nhà của mình rồi, cầm được bát cơm của mình rồi, hả? Nằm trên cái giường của mình rồi. Đó là cảm thức thuộc về. Cho dù mình ở trên nơi nào sang trọng mấy đi nữa, nhưng mà tự nhiên đến lúc mình về được căn nhà của mình, mở cửa, mình bước vô cái mình thấy thở phào, mình thấy mình thật là thoải mái. Đó là cảm thức thuộc về. Và ngày hôm nay người ta nói đó anh chị em, nhiều người chúng ta sống trong tâm trạng không có cảm thức thuộc về. Tại vì khi mình phải bị sở hữu, mình nghĩ ngược lại là mình bị kiềm chế, kiểm soát và phụ thuộc. Còn thuộc về là mình được yêu thương, được tự do là chính mình, được thoải mái, được sống là mình. Đối với Chúa, Chúa cho chúng ta cái gì anh chị? Chúa cho chúng ta cảm thức thuộc về Chúa là Chúa cho mình được là chính mình. Chúa cho mình hoàn toàn là mình. Mình không cần phải làm cái gì khác hết. Nhưng mà mình đối với tha nhân thì sao? Mình muốn họ theo ý mình. Mình muốn sở hữu họ, kiểm soát họ. Nhiều người cảm thấy ngột ngạt vì bị kiểm soát trong một mối tương quan tình cảm, bị lệ thuộc, không dứt ra được, nhưng mà không được là chính mình. Vậy tôi xin được dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư. Đối với anh chị em và đối với tôi, mình cùng trở về để đặt câu hỏi: tôi thuộc về ai? Ai đang sở hữu tôi? Tôi đang bị phụ thuộc bởi cái gì mà làm cho tôi không tự do được? Tôi có sẵn sàng buông bỏ những thứ đó để cho tôi tự do hơn là chính mình không? Tôi trao lại cái gì cho Chúa? Tôi có sẵn sàng trao con người tôi, cuộc đời tôi cho Chúa không? Vì tôi là hình ảnh của Chúa tạo dựng nên. Và thứ ba, người thuộc về tôi và tôi thuộc về người nào đó? Cái thuộc về đó là thuộc về của sở hữu hay của cảm thức? Của tình yêu hay của kiểm soát? Những người mà tôi yêu thương, họ có cảm thấy tự do được là chính họ khi sống với tôi, ở bên cạnh tôi không? Hay là cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng, mệt mỏi, không được là chính mình khi sống với tôi? Và nếu mà người mình thương không được là chính họ khi họ sống với mình,
có phải chăng mình đang tạo ra hỏa ngục cho cuộc đời họ không? Người Pharisêu, họ đến với Chúa không phải với cảm thức thuộc về mà sở hữu. Họ sợ, và vì thế họ không được là chính họ, họ giả tạo. Và trong bất cứ một mối tương quan nào mà mình không được là chính mình, thì dần dà mình sẽ không còn biết mình là ai nữa. Mà khi mình không biết mình là ai thì mình sẽ không biết mình thuộc về ai. Và có khi mình đã không biết mình thuộc về ai rồi thì mình cũng không nhận ra Chúa là đấng mình thuộc về để quay về nữa. Xin Chúa giúp chúng ta biết quay lại, trả lại cho Chúa cái gì là của Chúa. Và cái duy nhất là của Chúa là chính cuộc đời của chúng ta. Amen.